Hello tất cả anh chị em nhà mình nhé. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Thì hôm nay mình lại tiếp tục lên cho anh em cái hành trình ở cái series hành trình kiếm tí giao tí bún ở trên cái con game thiên đường trò chơi này, từ cái bộ môn là tài xỉu anh em nhà mình nhé. Hôm nay mình chiến tiếp cho anh em cái ngày thứ 6 này. Thì mình cũng đã tiếp tục cái hành trình này được 6 ngày rồi anh em ơi. Hôm nay là ngày thứ 6 này, mình lại lên tiếp cho anh em cái clip mới đây. Rồi thì hiện tại đây mới vào này, cái cầu nó đang chạy là bệt cái con xỉu anh em nhà mình nhớ. Đang chạy là bệt cái con xỉu này, bệt lên tận 6 cái con xỉu rồi. Rồi đã thế ở đây cái tay đầu tiên mới vào thì mình sẽ theo luôn cái cầu bệt đi này. Vào luôn khoảng là 4 triệu và cái con xỉu ở cái tay đầu tiên em nhà mình nhớ. Rồi hiện tại thì cái cầu này nó đang bệt xỉu khá là căng rồi, bệt lên tận 6 cái con xỉu rồi này. Nhưng mà ở cái tay này thì mình vẫn cứ là bắt thêm một cái con xỉu nữa anh em nhà mình nhớ. Vẫn cứ là bắt thêm một cái con xỉu nữa này. Rồi để xem là cái tay đầu tiên này mình có húp tiếp cái cầu bệt hay không đây anh em ơi. Rồi mở bát ra luôn em nhà mình nhớ. Mở bát ra luôn này. 4 này, 3 này, 4, 3 nhưng mà nó lại ra hai chân anh em ạ. Nó là cái con 5 này. 4, 3 ra 5 nó là cái con tài 12 anh em nhà mình nhớ. Khá là gãy luôn cho cái tay đầu tiên anh em ạ. Nó lại là cái con tài 12 này. Quá là gãy luôn anh em ơi. Cầu đang bệt xỉu mình vào tiền theo cầu bệt cái gãy cầu luôn anh em ạ. Anh em thấy đen chưa này. Cầu đang chạy bệt xỉu vào theo bệt một cái thì gãy cầu luôn anh em ơi. Rồi đã thế tay này mình lại vào tiếp 4M và cái con xỉu này. Vào tiếp cái con xỉu ở cái tay thứ hai anh em nhà mình nhớ. Quyết định là phải bắt được cái con xỉu bằng được này. Rồi 26 giây nữa là mở bát luôn cho cái tay đầu tiên rồi này. Để xem là mình có húp cái con xỉu luôn hay không anh em nhà mình nhớ. Cầu hiện tại thì nó cũng vừa gãy cái cầu bệt xỉu xong, nó là cái con tài 12 này. Rồi tay này là cái tay thứ hai của mình. Mình lại vào tiếp cái con xỉu khoảng độ là 4 triệu tiếp này. Rồi ở đây thì 5 giây đếm ngược nữa là mở bát luôn cho cái tay thứ hai rồi này. Để xem là có cái con xỉu hay không em nhà mình nhớ. Rồi mở bát ra luôn anh em ơi. Toang thật rồi anh em ạ. Nặn 5-6 luôn này. 5-6 ra 6 nó là cái con tài 17 anh em nhà mình nhớ. Quá là gãy luôn anh em ạ. Hai tay đầu tiên đánh thì gãy luôn cả hai tay rồi này. Ở đây nó là cái con tài 17 này. Cầu nằm lên luôn hai cái con tài anh em nhà mình nhớ. 12 về 17 này. Khá là căng luôn anh em ơi. Trước khi cái cầu bệt này nó là ba cái con tài này. Ở đây cầu bệt này bệt tài 7 con tài xong nó nằm luôn hai cái con xỉu này. Đã thế ở đây bệt 6 cái con xỉu xong rồi mình sẽ cho nó nằm luôn hai cái con tài thôi anh em nhà mình nhớ. Tay này ở đây thì mình sẽ đi luôn khoảng độ là 9 triệu này. Vào luôn cái con xỉu anh em nhà mình nhớ. Đi luôn 9M cái tay thứ ba này, vào luôn cái con xỉu anh em ạ. Để xem là mình có húp luôn cái con xỉu ở cái tay thứ ba hay không này. Cầu kèo hiện tại thì nó đang nằm là hai cái con tài rồi anh em ơi. 12 lên 17 này. Rồi mình đã thế thì mình vẫn cứ quyết tâm là bắt luôn bằng được cái con xỉu thì thôi anh em ạ. Rồi 5 giây nữa thôi là mở bát luôn cho cái tay thứ ba này rồi. Để xem là có cái con xỉu hay không em nhà mình nhớ. Rồi mở bát ra luôn này. Lại toang thật rồi anh em ơi. Chết dở rồi, cứ tình hình thế này thì không ổn rồi anh em ơi. 5-6 ra 4 nó là cái con tài 15 này. Tài 17 lại nhảy xuống con tài 15 anh em ạ. Toàn là tài to luôn này. 12, 17, 15 anh em nhà mình nhớ. Cầu hiện tại thì nó đang là bệt tài rồi anh em ơi. Đang là bệt tài rồi này. Không biết là cái cầu này có bệt được tiếp không em nhà mình nhớ. Không biết là nó có bệt được tiếp không này. Quá là căng luôn cho cái cầu này rồi anh em ơi. Quá là căng rồi này. Rồi đã thế ở đây cầu nó đã bệt lên được ba cái con tài rồi. Hiện tại thì mình đánh đã thua được ba tay lục thông rồi anh em ạ. Thua được ba tay thông rồi này. Đã thế tay này mình vào luôn 18M đi anh em ơi. Thêm cho 888.000 nữa này. Thêm cho 800 này. Rồi chết rồi anh em ơi. Mình không để ý này, bên xỉu thấy tiền nhảy cao quá này. Nhưng mà may là bên tài vẫn kịp anh em nhà mình nhớ. Nên là thôi thì mình vào luôn 18.800.000 thôi này. Nặn 1-1 rồi thì đã đủ uy tín chưa anh em ơi. 1-1 ra 5 anh em nhà mình nhớ. Nó là cái con xỉu 7 này. Ok chưa anh em ơi. Cuối cùng thì mình cũng đã húp luôn cái con xỉu 7 rồi anh em ạ. Quá là tuyệt vời luôn này. Đánh 3 tay đầu gãy luôn cả 3 tay. Nhưng mà tay thứ 4 thì mình húp luôn 18.800.000 này. Quá là uy tín luôn em nhà mình nhớ. Cuối cùng thì cũng gỡ lại được 3 cái tay vừa rồi này. Rồi ở đây nó đang là cái con xỉu 7 này. Xỉu 7 anh em nhà mình nhớ.
Rồi đã thế thì tay này mình sẽ theo luôn con tài đi ngầm ơi. Bắt luôn cái con cầu 11 này, vào luôn cái con tài khoảng độ là 4.800.000 đi ngầm ơi. Thêm cho 63.000 lẻ nữa này. Thôi thì mình sẽ thêm cho 1 triệu nữa đi. Đi luôn 5.863.000 vào cái con tài nhầm nhà mình nhớ. Để xem là mình có bắt được cái con cầu 11 ở cái tay thứ 5 này hay không này. Hiện tại ở đây thì mình cũng đã đánh được 4 tay rồi nhầm ạ. 3 tay đầu thì mình đánh khá là đen, nhưng mà đến cái tay thứ 4 thì mình đi một tay to cũng húp luôn cái con xỉu rồi nhầm nhà mình nhớ. 4-4 này, chẳng nhẽ nó lại vãi thật anh em ạ. Chưa kịp nói dứt câu luôn này, mình đang định bảo là 4-4 rồi, chẳng nhẽ nó ra cái con 2. Nó ra cái con 2 thật luôn em nhà mình nhớ. 4-4 ra 2 nó là cái con xỉu 10 này, khá là gãy luôn cho cái tay thứ 5 này nhầm ạ. Vừa mới hút một tay 18.800.000 xong thì gãy luôn cái con xỉu 10 ở cái tay thứ 5 này. Cầu kèo khá là ảo luôn, nó đang nằm là hai cái con xỉu này. Cầu ở đây thì mình thấy nó nằm bệt khá là nhiều luôn anh em ạ. Nằm khá là nhiều luôn này. 7 lên 10 này. Rồi, đã thế ở cái tay thứ 6 này mình vào luôn cái con gì được nhờ. Thôi thì tay này mình vào luôn 11m vào cái con xỉu đi ngầm ơi. Vào luôn 11m vào cái con xỉu ở cái tay thứ 6 anh em nhà mình nhớ. Hiện tại ở đây thì mình cũng đã đánh được khoảng độ là 5 tay rồi. Mình đánh toàn gãy luôn anh em ạ. Không biết tại sao hôm nay đánh khá là đen. Nhưng mà không sao anh em nhà mình nhớ. Cứ húp những cái tay to như này là chất lượng rồi anh em ơi. Rồi, 1 giây nữa này, mở bát luôn cái tay thứ 6 anh em nhà mình nhớ. Rồi, mở bát ra luôn này. 2-1 rồi thì có cần phải nặn nữa không đây anh em ơi. 2-1 ra 3 nó là cái con xỉu 6 anh em nhà mình nhớ. Ok chưa anh em ơi, húp luôn cái con xỉu 6 này. Rồi thì vừa rồi hiện tại đây thì chỗ mình cũng đang có cái công trình anh em ơi, nên là nó cũng hơi ồn một chút, anh em thông cảm giúp mình nhớ. Rồi thì hiện tại đây thì mình cũng vừa húp xong một cái con xỉu 6 rồi. Cầu nó bệt lên 3-3 luôn anh em ạ. Ở đây thì hiện tại mình cũng đã đánh được 6 tay rồi này. Cái hành trình ngày thứ 6 của mình hôm nay thì cũng khá là gian nan anh em ạ. Đi tay 18.800.000 húp này, đi tay 11M thì cũng vẫn húp luôn anh em ạ. Rồi ở đây thì hiện tại mình cũng lên được 72.450.000 rồi. Thôi thì mình cũng chỉ kiếm thế thôi anh em nhà mình nhớ. Rồi thì cái hành trình ngày thứ 6 của mình cũng xin phép được dừng lại ở đây thôi anh em ơi. Mọi người thấy hay thì hãy cho mình xin một like và một theo dõi kênh này. Còn link tải game thì mình sẽ để dưới phần mô tả cho mọi người tải về và trải nghiệm nhé. Bây giờ thì bye bye tất cả anh em.